Xin chào mọi người, hôm nay Ba Bánh Hà Lam xin giới thiệu một chiếc xe điện ba bánh nhập khẩu. Bên mình có mấy loại ba bánh nhập khẩu được, các bạn có thể đến để đi thử và lựa chọn. Mình xin giới thiệu trước về các loại ba bánh nhập khẩu loại một chỗ này. Loại này có cốp chở hàng, xe có số lùi, có giảm sóc, còi đèn xin nhan, có tốc độ 1, 2, 3, nhanh, chậm, trung bình. Mình xin giới thiệu sơ qua về một số chức năng của chiếc xe. Trước tiên thì cái mặt đồng hồ nó là đồng hồ hiển thị là mặt đồng hồ điện tử, mặt điện lên nó hiện mặt điện tử, gồm có còi đèn xi nhan, đây còi xi nhan, đèn đèn chiếu sáng, đèn đi ban ngày, số lùi, tốc độ 1, 2, 3, còi hai bên đều có còi nhé. Và cái chỗ để chai nước này, đấy. Các bạn đi xa mang chai nước La Vi theo để hào đây. Và có cái chỗ mình để đồ gì đó, bao thuốc lá hay đồ gì đấy, găng tay hay khẩu trang gì đấy, thảo đây, chỗ còn rất sâu rộng. Xe tay vịn là mở được đấy, hai thanh mở đấy. Hai thanh mở tùy ý để dễ lên xuống xe. Xe có phanh chống trôi, đây ở dưới này là có cái chống trôi xe, các bạn bóp phanh cái nó chống trôi xe rất an toàn, lên xuống xe hoặc để xe dốc không bị trôi xe. Xe có cốp, cốp thì các bạn có chìa khóa mở đây, chìa khóa đây. Cắm à, cắm à, mở. Đấy, cốp rất rộng. Để mình đi chợ hoặc để đồ gì đó có khóa. Đó, khóa xong tiếp tục đến ở dưới. Xe này cái nó có chỗ dịch chuyển nhá, dịch chuyển để vừa cái người to người nhỏ ngồi vừa. Đây là cái cần gạt điều khiển này, đấy điều chỉnh này, này điều chỉnh như kiểu ghế ô tô ấy, này, gạt nó lên là nó dịch chuyển. Đây là nút, đây là cái cần gạt ghế để tùy chỉnh có người cao người thấp, người tay ngắn người tay dài để dễ lái điều chỉnh. Một mình tay một mình quay một tay không khó làm lắm, nói vậy cho các bạn hiểu được. Xin chào mọi người.